sao lên trời, chắc tại trời mưa lót sao lên á. Lẹ lên để nó chạy. Ê, bự vậy, bự nha, con bò kìa đó. Wow, big one. Wow, bự nha. Còn cái này là cái phần ăn của tụi mình nha. Một bên là bò thăn nội cuốn bacon, một bên là tôm hùm xào gừng. Rồi phải ăn thêm miếng cơm cho nó dưỡng bụng, với lại măng tre. Hello các bạn, hôm nay tụi mình tụ họp tại để làm một cái bữa ăn nhỏ nhỏ để mừng lễ ba. Thì sẵn cái tôm nó cũng rẻ, rồi thịt bò nó cũng rẻ, rồi tụi mình xúm lại chế ra hai cái món này ăn chung vui. Rồi Quyên thì mua thêm cái trứng lộn bạn. Rồi cái gì mấy bạn ăn chung với mình, sẵn coi Hiếu nấu chơi vui luôn. Hiếu thích nấu lắm, chơi vui. What is that? You find something? Let me see. Oh. Sao lên? Trời, chắc tại trời mưa lót sẵn lên á. Lẹ lên để nó chạy. Ê, bự vậy, bự nha. Wow, bự nha. Got another one, but that's smaller one. Nhìn vòng có còn nữa không? You see something? Nó còn nhảy kìa. Để mưa lóp sao nó bò ra. Bắt được mấy con, giờ mình vô mình xào hành gừng ha. What do you mean we were looking for cow? Serpentine. Con lobster bự nó xanh luôn, Hiếu thấy không? Nó xanh luôn á. Cái càng look compare your hand and just this claw. It's about same size. That's huge. Đùa với Hiếu chơi thôi các bạn. Bây giờ bỏ ngoài sân á. Giờ nó dơ quá mình phải rửa rồi mình ở đầu mình chặt mình chiên nha. Mà cái này không phải khoe gì đâu các bạn, thực ra mấy con này ở bên đấy nó rẻ lắm mà. Có 10 đồng pound à, nên chắc khoảng 200.000 ký. Phải không ta? Đúng rồi. 400.000 ký rồi mà. Cho nên không phải là hàng mắc gì đâu. Đùa chơi vui với nhiều bạn, nhiều khi tôi thấy mình nấu cái này mình giỡn chơi cái nói là mình khoe được gì. Thực ra không phải khoe gì đâu, cái này hàng bên đây đấy, hàng hải sản bên đấy rẻ lắm. Còn rẻ hơn tôm cá bên Việt Nam mình nữa. Rồi thì cái gì để mình xào ăn với thịt nướng rồi mời các bạn ăn chung với mình ha. Sẵn đây cũng giống như là ăn mừng lễ ba Father Day luôn á. Bữa lúc sau mua cái ông Mỹ ông nói mày mua con tôm này mình cột nó mày kéo nó ra cũng được nữa tại. Rồi bây giờ cậu cháu mình sẽ quấn cái bacon, cái ba rọi các bạn trong cái thân nội của con bò vậy nè. Đó, thấy Hiếu làm chưa? Vẫn như vậy là lấy cái tăm kia chọn ngang cho mình bung á. Ok, xong cái mình nướng, đồ ăn lò mình nướng. Ok, that's how we do it. Đây mình mới chặt được cái con nhỏ bạn. Thì cái này là cái gạch nó các bạn. Cái bên đây bên Mỹ này hình như là cái đúng ra cái lực nó là những cái thú nuôi mà người ta nuôi để cho mình ăn thịt đó. Trước khi bán đem ra ngoài người ta họ phải ngưng cho ăn á. Cho nên thường trong bụng nó không còn đồ ăn mà. Ngay cá gà cũng vậy mà, trước khi nó giết mổ nó cũng ngưng cho ăn. Cái xanh này là cái gạch của con cái mà. Luộc lại thì nó đỏ. Cái này nè. Bọng gạch rồi. Cái đĩa gạch này tí nữa mình xào rồi làm cái sauce á, mình sẽ trộn vô. Mấy bạn coi cái càng của con tôm bự dễ sợ không bằng cái dĩa luôn. Mà da bự quá thì nó dai mà. Đâu phải muối không đâu, bột đủ thứ á. tiêu đường rồi hết luôn đi. Garlic powder. Sốc nó lên cho nó. Mình lấy cái này là bỏ thêm bột mì tinh mà cho nó chiên cho nó giòn, xong rồi mình cho tí xíu mình xào lại. Drop it all the way down, don't throw in there, Hiếu. Cái nồi mình nhỏ chắc phải làm mấy lần mới hết mà. Làm nữa chừng phải chạy rồi, mưa quá. Còn thịt nướng cái kiểu này phải nướng trong lò rồi chứ đâu có nướng ngoài được, mưa quá trời rồi. Rồi đó. Nha. Rồi cái xào đến đi. Biết nó đi. Biết mày cái đó. Chắc lẽ là phải thổi được cho nó thơm trước mà giờ mưa quá không vô được. Rồi mưa tối quá. Tối quá không thấy. Cái này mình chiên với bơ mà, chiên xong tại vì ngoài mưa quá không có nướng được. Mình, cái này thăn nội bò mà. Cái mình xong rồi mình bỏ vô lò là nấu. Má ngồi đi. Ăn đi con. Nó chờ từ nãy giờ lâu lắm. Nó thức dậy sớm mà nó chạy về tới đây nó nấu nữa hả con? Ta đi nhìn xe cỏ mình nữa. Rồi để từ từ chứ. Chặt quá rồi làm sao ăn? Chặt dễ đâu ăn. Cái này là coi như là happy Father Day trễ cho mấy người cậu Tám ba với Hải luôn. Happy Father Day đấy. Father Day không phải có quà chứ quà đâu. Mua đi. Dạ, chắc là con vịt chưa mở lại. Hiếu review đồ ăn đi. Hiếu review đồ ăn đi, Sáu đang focus ngay cái dĩa của Hiếu á. Hiếu biết nói mà. Một chút, nói lớn lên chứ. Đâu có nghe, đâu điện thoại đâu có nghe. Có chừng sập bàn nha. Này là hạng nhất rồi, quả hậu. Này chúng ta dịch vitamin nho hả? Dạ. Rạch với bacon hả? Ngon quá, rồi tôm hùm Nguyên làm nữa mà. Tôm hùm xào gì Nguyên? Xào gừng hành hả? Quá ngon luôn rồi, có hộp vịt lộn nữa nè. Cái đó con cũng làm luôn á. Cả buổi luôn hả con? Cả buổi luôn. Ngon hơn bữa anh thấy. Ngon hơn. Nó để đó cho mình chạy thử. làm mấy trưa cái mấy nghỉ trưa. Mình biết nghỉ bao lâu không? Mình ngủ được à? 2 tiếng hồ, mình mới làm 4 tiếng sáng. Nghỉ thì cái nghỉ 2 tiếng. 2 tiếng này ngủ đâu làm gì đâu không biết. Cách chia. Ở nhà. Đây tôm hùm. Chúa đó. À, tôm hùm chúa. Cái này là ngon nhất này nha, nó vừa nó ngon mà nó giòn mà nó hơi đắng đắng nữa. Sao mà vàng suối với kia lụng lên con. Hỏi cái nó bài rồi. Đó. Cái này nhím cũng ngon lắm á. Đó. Đây. À. Cảm ơn anh có không? Cảm ơn anh có. Cảm ơn anh con luôn rồi. Để mình thử nha. Cái bò thăn nội này chắc nó là nó phải mềm. Nhưng mà thường thường cái này nó mềm thì ngon nhưng mà nó không có nhiều flavor của tôm rồi đó. Nó không có mỡ không? Dạ. Đây rất là mềm bạn, cái này mình đúng ra cái loại thịt này mà lấy cái nĩa dẻ chắc nó cũng được. Mềm quá, giống như nó tan chảy trong miệng luôn. Nhân nha 2-3 cái là nuốt được rồi. Mà đúng ra là hơi thiếu gia vị. Lấy chút xíu muối. Không cái này chấm theo quên ngon. Nó vừa em. Cái nữa nha. Thì có miếng ba rọi, mấy miếng bacon mà khối á. Quá ngon. Cái nước sốt của tôm hùm chảo kem cơm. Rất dừa. Bắp này thì bắp lon nhưng mà mình bỏ nhiều bơ. Rất là ngon, ngọt kéo vô. Còn cái cây này thì tụi mình xào sơ qua, nguyên xào sơ qua trong cái mỡ mà nó cũng cái này nó dưới nó ra đó, rồi cái bỏ lại nướng chung với cái này trong lò. Rất ngon. Cái này mình làm bộ lịch sự chơi chứ đúng ra thôi là lấy cái tay bóc dễ ăn. Ngon. Dài. Ồ, ai mà sao khéo quá ta. Cái vị vừa ăn quá trời. Ngon. Một cây nữa. Ngon quá. Mọi người ăn gì dưới hả? Thôi để tụi mình kết thúc video tại đây. Nếu bạn có ý kiến cho tụi mình làm tốt hơn hay là muốn thấy bà nấu món ăn gì hay muốn mình chia sẻ những cảnh gì xung quanh đây, mấy bạn cho mình một tin nhắn ha. Sẵn cho mình một cái đăng ký ủng hộ để khi của mình tiếp tục làm thêm chia sẻ chơi vui với bạn. Rồi hẹn gặp lại bạn trong những video sau.